thực hiện nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Qua các năm, tỉnh Con Tum tăng cường luân chuyển điều động bố trí bí thư cấp ủy không phải người địa phương tại nhiều xã, phường, thị trấn và các huyện. Đến nay, 10 trên 10 bí thư cấp ủy cấp huyện trên địa bàn tỉnh không phải là người địa phương công tác này bước đầu tạo chuyển biến tích cực cho thấy sự thay đổi rõ nét trong hoạt động của cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nhất là giúp khắc phục dần tư tưởng bảo thủ cục bộ tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện trưởng thành từ thực tiễn lãnh đạo điều hành ở địa phương và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn